Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức khai mạc Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Sắc đỏ phô hiến năm 2019. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh dự và phát động chương trình. Theo tổng hợp của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 13 đợt vận động hiến máu thu hút hơn 10.000 người đăng ký tham gia, thu nhận được hơn 4.000 đơn vị máu lượng máu tiếp nhận được đã góp phần kịp thời hỗ trợ công tác điều trị bệnh tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Ngày hội hiến máu tình nguyện sắc đỏ phố hiến năm 2019 được tổ chức tại hai điểm là Trung tâm Hội nghị tỉnh và Trung tâm Văn hóa huyện Văn Lâm đã thu hút được hơn 3.000 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người lao động trong các cơ quan đơn vị của tỉnh tham gia. Tại ngày hội, đã có hai cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh thời gian qua đồng thời biểu dương các tập thể cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các tổ chức và cá nhân cần phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị chuyên môn làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền vận động người dân tham gia hiến máu cứu người, đưa Hưng Yên trở thành tỉnh tiên phong trong phong trào hiến máu tình nguyện. Kết thúc ngày hội hiến máu tình nguyện sắc đỏ phố hiến năm 2019, toàn tỉnh đã thu được gần 1.000 đơn vị máu trước đó ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức dân hoa tại tượng đài tổng bí thư nguyễn văn linh diễu hành tuyên truyền về ngày hội hiến máu và tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện đa khoa tỉnh